Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng tạo Việt. Kính thưa quý vị, đất nước ta là một nước nông nghiệp, chính vì vậy thì sau mỗi một vụ mùa thì lượng trấu thải ra ngoài môi trường thường là rất lớn, gây ô nhiễm môi trường và tất nhiên là lãng phí cái nguồn nguyên liệu tự nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay, chính vì vậy mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm hết sức đặc biệt, một loại xà phòng được sản xuất hoàn toàn từ trấu và các loại thực vật tự nhiên, không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người sử dụng. Và chắc chắn rồi, trong chương trình ngày hôm nay ở phần cuối thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những kiến thức bổ ích liên quan đến việc quản lý chất lượng phân bón trong ngành sản xuất nông nghiệp. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với sự hiện diện của hai đội chơi có mặt trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đội ANCO. Đội ANCO đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam với sự hiện diện của kỹ sư Nguyễn Văn Vũ và kỹ sư Nguyễn Hoàng Anh. Xin được trân trọng giới thiệu đội Nguyên liệu sạch. Đội Nguyên liệu sạch đến từ Đại học Thành Tây với sự hiện diện của thạc sĩ Lưu Thị Yến Linh và kỹ sư Đỗ Văn Thịnh. Và tất nhiên không thể thiếu trong mỗi một chương trình Sáng tạo Việt, đó là sự hiện diện của hai thành viên hết sức quan trọng, hai thành viên từ ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của thạc sĩ Lê Thị Khánh Vân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bích Đào, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Mỹ Khánh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời cả hai đội chơi, chúng ta sẽ bắt đầu phần thi đầu tiên trong chương trình Sáng tạo Việt, phần thi Đi tìm nhà sáng chế. Hiện nay, việc tận dụng các nguồn phế thải để chế tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường là sự lựa chọn của nền công nghiệp xanh, xu hướng mà nhiều nước trên thế giới đang hướng tới. Cách đây không lâu, một nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu, sáng tạo và tận dụng phế thải trong quá trình sản xuất than hoạt tính từ vỏ trấu để chế tạo ra một loại xà phòng đen thân thiện với môi trường. Xà phòng đen của nhóm tác giả có chứa một lượng nhỏ than hoạt tính mịn nên khi sử dụng sẽ không có cảm giác bị nhờn. Ngoài ra, nhóm tác giả còn sử dụng pha chế thêm một số thành phần như bột trà xanh, bột nghệ, tinh dầu bạc hà nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều trị mụn, chống lão hóa da. Với nguồn nguyên liệu đầu vào từ các thành phần tự nhiên, xà phòng đen của nhóm tác giả không sử dụng chất bảo quản, chất tạo bọt nên rất lành tính, an toàn với mọi loại da từ người lớn đến trẻ nhỏ. Hiện nay sản phẩm xà phòng đen của chúng tôi vẫn được sản xuất thủ công, cộng với các nguồn nguyên liệu nhập vào đảm bảo nên giá thành của sản phẩm bây giờ đang khá là cao. Chúng tôi rất hy vọng rằng trong tương lai sản phẩm có thể đưa vào sản xuất công nghiệp thì giá thành sản phẩm có thể giảm hơn, cũng như là có thể đưa sản phẩm này đến gần hơn với người tiêu dùng để cho họ có thể sử dụng những cái sản phẩm tốt, gần gũi với làn da của mình cũng như các phần bảo vệ môi trường nữa ạ. Với tiềm năng ứng dụng rất lớn, nhóm các bạn trẻ hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của các cá nhân tổ chức, đặc biệt là các nhà đầu tư, để sản phẩm xà phòng đen sớm được nhân rộng ứng dụng trong thực tế, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Kính thưa quý vị, như vậy là qua phóng sự vừa rồi thì quý vị đã có cái nhìn cận cảnh hơn về giải pháp công nghệ là tận dụng cái sản phẩm phụ của quá trình chế tạo than hoạt tính để làm xà phòng đen. Và ngay ở đây trên sân khấu của chương trình Sáng tạo Việt thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện của nhóm tác giả công nghệ này, đó chính là bạn Nguyễn Thị Diệu Huyền đến từ Hà Nội. Đầu tiên em xin phép được gửi lời chào tới ban giám khảo, hai đội chơi cùng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một bạn sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mặt ở đây, một nhà khoa học trẻ mà có lẽ là cũng lâu rồi thì trên chương trình Sáng tạo Việt thì mới được tiếp nhận một cái tác giả sáng chế như vậy. Phải nói là cái sản phẩm của bạn nghe khó có thể tưởng tượng được, từ chấu xong cuối cùng thì làm ra thành xà phòng như thế này. Từ đâu mà bạn lại bắt nguồn nảy sinh cái ý nghĩ là mình phải làm xà phòng từ chấu? Nhiều năm về trước, dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tư, nhóm sinh viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo than hoạt tính chất lượng cao từ vỏ trấu. Và trong quá trình chế tạo thì có một sản phẩm phụ trong quá trình là nước thủy tinh. Trước đây thì chúng tôi thường bỏ phí sản phẩm này, tuy nhiên nhận thấy sản phẩm có tác dụng ổn định bọt cũng như đóng rắn nhanh cho xà phòng, nên bắt đầu từ năm 2015 chúng tôi đã tận dụng để chế tạo xà phòng đen ạ. Và cho đến giờ là năm 2016, cuối năm nay rồi thì chúng ta ra đời những sản phẩm như thế này, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Là công năng tính chất thì như giới thiệu phóng sự thì rất là tuyệt. Vâng. Tắm thì được cho mọi loại da, đúng không? Có tác dụng hình như là dưỡng da nữa. Vâng. Đúng không? Vâng. Làm sao mà chúng ta có thể tạo ra một loại sản phẩm tốt như vậy?
Sản phẩm của chúng tôi thì có sử dụng các nguồn nguyên liệu rất là gần gũi với thiên nhiên. Trong quá trình sản xuất thì chúng tôi có tính toán để cái hóa chất NaOH nó thấp hơn với lý thuyết. Như vậy là nó không còn dư thì làn da người sử dụng sẽ không bị ăn mòn. Khi sử dụng thì sẽ không cảm giác nhớt. Hơn nữa là cái lượng dầu dư nó sẽ có tác dụng dưỡng da tốt. Ngoài ra sản phẩm của chúng tôi thì không tách bỏ glycerin, là một sản phẩm quý của quá trình xà phòng hóa. Cái chất này thì có tác dụng là dưỡng ẩm cho làn da tốt ạ. Cảm ơn bạn. Phải nói là bạn cũng là một trong những cái niềm cảm hứng rất lớn cho nhiều nhà khoa học trẻ, họ có thể nghiên cứu đúng không ạ? Từ những sản phẩm mà tưởng như là bỏ đi rồi, chúng ta lại tạo ra một cái sản phẩm khác nó hữu dụng. Thì đến hiện tại, ở thời điểm này thì các bạn nhận được phản hồi như thế nào từ phía người dùng ở một cái khoảng nhất định mà các bạn đã giới thiệu sản phẩm? Cũng may mắn khi đề tài được đưa ra thì chúng tôi được đông đảo người sử dụng đón nhận và cũng nhận được một số cái phản hồi khá là tốt của người tiêu dùng. Thứ nhất là sản phẩm của chúng tôi thì không sử dụng chất tạo bọt, tuy nhiên là có lượng bọt khá tốt, không có cảm giác nhớt sau khi sử dụng. Có một số các cái hạt massage trong vỏ chấu thì mình có thể thay cho đá kỳ, thì mình có thể sử dụng trong quá trình tắm cũng rất là tốt ạ. Và rất là vui khi nghe bạn giới thiệu về điều đó. Và trong chương trình hôm nay, khi bạn đứng đây thì bạn có cơ hội để được chia sẻ cùng các vị giám khảo, cùng với hai đội chơi. Và chúng tôi rất muốn là bạn sẽ đặt ra cho hai đội chơi chúng ta một câu hỏi thách thức, cũng chính là cái trăn trở của bạn trong quá trình rất là dài đấy mà các bạn đã sản xuất ra cái loại sản phẩm này, để làm thế nào để cho sản phẩm xà phòng đen từ chấu nó được tốt và hiệu quả. Xin mời bạn đặt câu hỏi với hai đội chơi. Hôm nay đến với chương trình thì tôi cũng rất vui khi có thể đặt ra một câu hỏi đến hai đội chơi và hy vọng rằng các bạn sẽ có một giải pháp tốt cho nhóm đề tài. Sản phẩm của chúng tôi thì sau quá trình xà phòng hóa các loại dầu nền sẽ để cho xà phòng cứng hơn, và sau khoảng 24 giờ chúng tôi sẽ cân đúng khối lượng của một bánh xà phòng là 70g và cho vào khuôn ép. Tuy nhiên là vì làm thủ công nên là chất lượng của bánh xà phòng về hình dạng thì là nó không đủ tốt, bề mặt của xà phòng thì nó không được nhẵn mịn. Được nhẵn mịn đúng không? Và chúng tôi rất hy vọng là hai đội chơi có thể đưa ra giải pháp để hình dạng của sản phẩm có thể bắt mắt hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những chia sẻ trong chương trình Sáng Tạo Việt. Vâng. Với hai đội chơi thì các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Đầu tiên là bằng sự hiểu biết và những kiến thức của mình thì các bạn sẽ đóng góp cho tác giả sáng chế làm thế nào để hoàn thiện sản phẩm xà phòng đen một cách tốt nhất. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ trả lời câu hỏi thách thức mà tác giả đã gửi tới. Hoàn thành cả hai nhiệm vụ, điểm số tối đa các bạn có thể nhận được là 3.000 điểm, tương đương với 3 triệu đồng. Ngoài ra các bạn còn có thể nhận được 500 điểm thưởng nữa nếu như các bạn được đánh giá là có một giải pháp mang tính sáng tạo. Bây giờ thì chúng tôi xin mời đội Anco bắt đầu phần thi cho chương trình hôm nay. Sau đây thì thay mặt cho đội Anco đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thì là tôi xin đưa ra một số các đề xuất cho các bạn. Thứ nhất, để mà đưa cái sản phẩm của mình mà thương mại hóa được ra thị trường thì là chúng ta cần một dây chuyền tự động hóa và một cái khuôn nó có tiêu chuẩn, và khi đó thì không phải con người làm mà máy móc làm tự động, thì kiểu dáng sản phẩm thì chúng ta sẽ tốt hơn, nhìn bắt mắt hơn, và hơn nữa thì là chúng ta sẽ nâng cao được cái sản lượng để đưa ra thị trường, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là về màu sắc sản phẩm thì là ở đây thì là các bạn có đưa ra màu sắc của chúng ta vẫn còn nhìn tối và khá đen. Chúng ta có thể là nghiên cứu thêm một số các màu sắc tự nhiên từ các cái loại cây thực vật như là các cái cây lá nếp đỏ, ví dụ như màu đỏ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nghiên cứu và chúng ta sẽ đưa thêm vào đây để tạo cho cái màu sắc của chúng ta sẽ được tốt hơn và bằng tự nhiên. Và một góp ý nữa, chúng ta hãy nghiên cứu thêm đưa ra cái sản phẩm rắn này sẽ trở thành một dạng lỏng, thì chúng ta sẽ đóng vào các cái chai sẽ rất là tiện lợi hơn cho người tiêu dùng, tùy từng phân khúc khách hàng để mà sử dụng sản phẩm của bạn. Và hộp sản phẩm cũng thế, các bạn có thể là có những cái hộp nhỏ hoặc là các bạn có thể đưa ra những cái hộp xà phòng nó kích cỡ nó lớn hơn, thì tùy từng các cái khách hàng họ sẽ có nhu cầu khác nhau. Về câu hỏi thách thức của tác giả, sản phẩm chúng ta làm thủ công nên là chưa được bắt mắt. Như tôi đã đề cập phía trước thì là tác giả nên kết hợp một cái đơn vị làm về cơ khí tự động hóa, và chúng ta sẽ nghiên cứu một cái máy và làm một cái khuôn và một cái dây chuyền để cho nó phù hợp với các cái kích cỡ sản phẩm, nó sẽ được đồng đều hơn và đưa ra thị trường để thương mại hóa thì nó sẽ dễ dàng hơn. Sau đây tôi xin phản hồi lại các ý kiến của đội chơi.
Về ý kiến thay đổi màu sắc của các bạn, thì trong nước thủy tinh mà chúng tôi sử dụng thì có chứa 13% là than hoạt tính. Khi phản ứng xà phòng hóa xảy ra thì cái chất xà phòng trước khi cho thêm các loại phụ gia thì nó đã khá là tối rồi. Nếu mà bây giờ mình cho thêm các màu đỏ, màu vàng vào nữa thì thực sự là nó không được đẹp lắm. Mình bổ sung thêm than hoạt tính vào thì cái than hoạt tính này nó cũng mang đến cái ưu việt cho xà phòng mà. Nó có khả năng khử độc, khử mùi, thì mình nghĩ là cái màu của sản phẩm thì vẫn nên giữ là màu đen. Còn về cái việc có thêm một cái máy dập cơ khí thì mình cũng hoàn toàn đồng ý với đội chơi ạ. Xin được cảm ơn phần trình bày của đội Anco và chúng tôi xin mời đội nguyên liệu sạch các bạn tiếp tục. Đội chơi nguyên liệu sạch đến từ trường Đại học Thành Tây Hà Nội. Xin kính chào ban giám khảo, nhà sáng chế cùng đội chơi và toàn thể khán giả. Đội chơi xin góp ý cho nhà sáng chế, các bạn nên làm khuôn đa dạng hơn. Trên bề mặt của cái sản phẩm sử dụng một cái màu khác để cho sản phẩm không bị đen hoàn toàn như bây giờ. Trả lời câu hỏi thách thức của nhà sáng chế, quá trình xà phòng hóa xảy ra khi mà xà phòng đang ở độ sệt thì các bạn nên đổ luôn vào khuôn thì nó sẽ có cái độ bắt với cả khuôn hơn, nó sẽ tạo ra cái hình đẹp hơn. Và cái thứ hai là chúng tôi xin góp ý là các bạn có thể là dùng cái khuôn ép với cường lực lớn hơn. Về ý kiến của các bạn là có thêm các khuôn để khi mà xà phòng vẫn còn sệt thì mình sẽ đổ vào. Như vậy thì chất lượng của xà phòng, cái bề mặt của nó thì sẽ là mịn. Tuy nhiên là về cái thực tế hiện nay là cái vốn đầu tư của chúng tôi còn hạn chế, nên là cái việc này thì rất là khó để thực hiện. Và hy vọng là sẽ có một nhà đầu tư nào đó có thể đầu tư vào cái khoản này thì chất lượng xà phòng cũng có thể là cải thiện hơn ạ. Xin cảm ơn phần trình bày của đội nguyên liệu sạch. Cảm ơn hai đội chơi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng là với những đóng góp của các đội chơi, với tác giả sáng chế, hy vọng là bạn cũng sẽ tìm ra một cái giải pháp nào đó, ít nhất là cái giải pháp ở cái thời gian ngắn hạn để chúng ta có thể hoàn thiện cái sản phẩm này. Nó bắt mắt hơn, nó tính năng ưu việt hơn và giá thành được giảm đi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã chia sẻ trong chương trình Sáng Tạo Việt. Chúc bạn tiếp tục thành công. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Thứ nhất là đội Anco thì đưa ra được rất nhiều các cái góp ý. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đưa ra cái góp ý thì chúng ta phải dựa trên cái điều kiện của cái người tác giả đấy, họ có hay là không. Bởi vì là khi có tiền thì người ta cũng sẽ nghĩ ra được rất là nhiều các ý tưởng để cho nó hoàn thiện. Thì trên một cái điều kiện của tác giả thì bạn muốn nói rằng là muốn tự động hóa, muốn có một cái dây băng truyền, có một cái khuôn thì rất là khó khi mà không có nguồn đầu tư. Còn khi đã có nguồn đầu tư thì chắc chắn nhà đầu tư họ sẽ phải đưa ra các cái tự động hóa cũng như là cơ giới hóa, đấy là theo cái dự án đầu tư. Thế còn cái phần mà bảo màu sắc ấy thì các bạn cũng muốn là nói thêm là đưa các cái màu sắc thực vật vào tự nhiên. Nhưng mà đối với lại cái màu đen mà để trở thành một màu sáng hơn là rất là khó. Và một bạn cũng có đưa lên là một cái dạng lỏng. Thì tất cả những vấn đề đấy thì tôi thấy là bên đội Anco đưa ra rất là tốt. Tuy nhiên nó lại không đặt trên một cái cơ sở điều kiện của cái người tác giả sáng chế. Thế còn đội nguyên liệu sạch cũng đưa ra được một cái mà rất là chuẩn, tức là có thể đưa ra thêm một lớp màu khác. Đấy cũng là một cái sáng kiến. Tuy nhiên để dẫn tới sử dụng được cái sáng kiến đó thì cũng phải là một vấn đề. Thứ ba nữa là cái bề mặt mịn hơn thì phía của bên Thành Tây có đưa ra là việc là nấu nóng đổ ngay và không chờ 24 tiếng. Thì tôi nghĩ là cái đấy cũng là một vấn đề có thể là tác giả có thể tham khảo được, và cũng cần nên phải có một cái chất để mà gọi là bôi khuôn trước khi đổ. Thì tôi đánh giá là đội nguyên liệu sạch là có nhỉnh hơn một chút và trả lời trúng đích hơn. Đối với lại đội Anco, phần góp ý cho tác giả sáng chế, các bạn đã có rất là nhiều góp ý và trên tổng thể góp ý về kiểu dáng, màu sắc, bao bì và góp phần để làm cho sản phẩm được đa chủng loại hơn. Thì góp ý dựa vào rất là nhiều yếu tố nhưng mà thiếu sự sâu sắc. Tuy nhiên trong bốn cái góp ý đó thì tôi thấy có một cái chi tiết mà tôi quan tâm và đánh giá cao. Đó là bên đội Anco
đưa ra một cái đề xuất mới là sẽ đa chủng loại hàng hóa hơn. Ngoài cái bánh xà phòng thì có thể nếu như về mặt hóa học có thể đổi một số thành phần hay là thay đổi cái công thức như thế nào đó để chúng ta có thêm một cái dòng sản phẩm mới khác, đó là dạng như chất lỏng như là dầu gội đầu hay dầu tắm dưới dạng sữa vân vân. Thì về mặt thương mại thì đây là một cái ý tưởng rất là hay. Đối với lại đội nguyên liệu sạch, các bạn góp ý ít nhưng mà tôi cảm giác là nó xác thực hơn. Những cái góp ý đó có thể hỗ trợ cho tác giả rất là nhiều trong cái quá trình hoàn thiện sáng chế của mình. Và trong cái phần trả lời câu hỏi thách thức của tác giả thì tôi nghĩ là cái cách đặt vấn đề của đội nguyên liệu sạch đã giải đáp được câu hỏi thách thức của tác giả. Bởi vì cái việc mà các bạn đưa ra giải pháp là một cái khuôn ép với cường lực lớn hơn để có được một cái bề mặt tốt hơn thì tôi nghĩ đây là một cái giải pháp tương đối khả thi. Vậy khi mà tất nhiên là để muốn đưa sản phẩm ra thị trường thì cần có nhà đầu tư, và với một cái mức đầu tư tương đối thì chúng ta đã có thể đầu tư ở những cái khuôn ép như vậy rồi, không cần thiết là phải là một cái quy trình công nghệ quy mô và mức cái đầu tư quá cao như là ý kiến bên Anco đưa ra. Cho tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái tổng kết của thạc sĩ Lê Thị Khánh Vân là trong phần trả lời câu hỏi thách thức của tác giả thì đội nguyên liệu sạch có phần nhỉnh hơn. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo, và với hai đội chơi thì rõ ràng là các bạn cũng đã có những đóng góp rất là ý nghĩa đối với tác giả sáng chế. Ở phần thi đầu tiên chúng ta cùng xem điểm số dành cho các bạn như thế nào. Với đội Anco, các bạn nhận được ở nhiệm vụ 1 là 1.200 điểm. Và đó cũng là số điểm hai thành viên ban giám khảo dành cho các bạn ở nhiệm vụ thứ hai. Tổng điểm các bạn có được sau khi vượt qua được phần thi đầu tiên trong chương trình Sáng tạo Việt là 2.400 điểm, tương đương với 2.400.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Với đội nguyên liệu sạch thì các bạn nhận được sự đánh giá cao hơn từ phía hai thành viên của giám khảo. Và như vậy, ở nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhận được 1.200 điểm. Và nhiệm vụ thứ hai thì điểm số các bạn nhận được là 1.300 điểm. Và tổng điểm các bạn nhận được là 2.500 điểm, tương đương với 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã có một khởi đầu khá suôn sẻ. Đội nguyên liệu sạch thì chúng ta bước lên phía trước một chút xíu thôi, nhưng cơ hội thì còn nguyên dành cho đội Anco. Hy vọng là cả hai đội sẽ làm thật tốt ở phần thi tiếp theo, phần thi thương mại hóa sáng chế. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ hai trong chương trình Sáng tạo Việt, phần thi thương mại hóa sáng chế. Kính thưa quý vị, ở phần thi này thì dưới góc độ là người hợp tác đầu tư hoặc tiếp nhận chuyển giao sáng chế giải pháp công nghệ thì hai đội chơi căn cứ vào thực trạng tiềm năng ứng dụng thương mại hóa của sản phẩm để phân tích thị trường mục tiêu và giải pháp thương mại hóa sáng chế làm thế nào để có thể đưa sản phẩm gen từ chấu vào thị trường rộng lớn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và ban giám khảo tất nhiên là cũng sẽ đưa ra những nhận xét đánh giá và cho điểm phần thương mại hóa sáng chế dựa trên hai nội dung, đó là đánh giá thị trường mục tiêu và đưa ra giải pháp thương mại hóa tối ưu hiệu quả cho cái sản phẩm này. Và điểm số mỗi đội chúng ta có thể nhận được tối đa ở phần thi này là 3.000 điểm, tương đương với 3.000.000 đồng. Bây giờ chúng tôi xin mời đội Anco các bạn bắt đầu phần thi của mình. Xin kính chào quý vị ban giám khảo, hai đội chơi cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Sau đây thay mặt cho đội Anco đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi xin trình bày giải pháp thương mại hóa sản xuất xà phòng từ vỏ chấu. Thị trường mục tiêu đầu tiên thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và có nhiều các trung tâm thương mại có lượng người dân mua sắm tiêu dùng lớn nhất cả nước, và khách hàng mục tiêu là những cái phụ nữ, gia đình có thu nhập khá giả và hiểu biết, có trí thức và quan tâm đến sức khỏe của con người. Và chúng tôi đưa ra một cái tên nhãn hiệu cho sản phẩm là Naturelife, và thông điệp slogan là vì sức khỏe mọi nhà. Đây là cái thông điệp mà sẽ qua các cái phương tiện thông tin đưa đến các cái người tiêu dùng có thể là nhận biết được sản phẩm. Và quan trọng là đăng ký được cái tên thương hiệu cho sản phẩm, dùng cái tên Naturelife là một cái nhãn hiệu, và phải đăng ký sở hữu trí tuệ về sản phẩm và phải có chứng nhận tiêu chuẩn y tế cho sản phẩm. Mời các cái nhà đầu tư để hợp tác và sản xuất, tham gia những cái cuộc thi về khởi nghiệp quốc gia, các cái cuộc thi về sản phẩm khoa học, thì đây là một cái kênh rất tốt mà để quảng bá cho sản phẩm, bởi đây là sản phẩm khoa học. Thì bằng cái nội dung và thông điệp về sản phẩm xà phòng Naturelife chiết xuất từ cái vỏ chấu mà với 100% các cái nguyên liệu làm từ tự nhiên, vì sức khỏe cho mọi nhà, và qua các phương tiện thông tin truyền thông như là TV, báo đài, lập nên cái website và tổ chức các cái hội nghị khách hàng để giới thiệu quảng bá sản phẩm,
và qua đó chúng tôi cho khách hàng dùng thử sản phẩm hoàn toàn miễn phí và mời các cái chuyên gia có cái chuyên môn cao về y tế như là bác sĩ nói về các cái độ an toàn của sản phẩm, các cái chỉ tiêu về sản phẩm được công bố thì người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn để sử dụng cái sản phẩm này. Và sau một cái thời gian sẽ ký kết khi mà sản phẩm đã có thương hiệu và có một nhà đầu tư trên thị trường đầu tư vào và có đủ nguồn lực thì là chúng ta sẽ bằng cái hình thức pháp lý qua công ty, thành lập công ty hoặc là hợp tác để đưa được cái sản phẩm này vào các cái siêu thị, trung tâm thương mại và các cái kênh phân phối và bán lẻ trên toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn phần trình bày của đội Anco và bây giờ chúng tôi xin mời đội nguyên liệu sạch các bạn tiếp tục. Kính thưa ban giám khảo cùng đội chơi và toàn thể quý vị khán giả. Sau đây đội chơi nguyên liệu sạch đến trường Đại học Thành Tây Hà Nội xin trình bày về giải pháp thương mại hóa sản phẩm xà phòng đen chiết xuất từ vỏ chấu. Sản phẩm xà phòng đen là một sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên, không độc hại cho da, giá thì rẻ bằng 1/2 các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Về phần thị trường mục tiêu thì chúng tôi hướng tới đây là các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe, các nơi công cộng như là trường học và bệnh viện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hướng tới các hộ gia đình sinh sống tại các khu chung cư và khu đô thị. Và cuối cùng là giải pháp thương mại hóa thì đầu tiên thì chúng tôi sẽ đặt thương hiệu cho sản phẩm để người tiêu dùng có thể phân biệt được khi mà được nhắc tên đến sản phẩm. Và chúng tôi sẽ phân phối sản phẩm qua đại lý, ký gửi các siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng spa, thẩm mỹ viện, mở các gian hàng buôn bán tại các khu chung cư, khu chợ, bán hàng qua internet như là Facebook và YouTube. Về phần truyền thông thì chúng tôi cũng sẽ truyền thông qua TV, radio, tạp chí, báo, tổ chức các chương trình hướng dẫn tiêu dùng, giới thiệu và cho dùng thử sản phẩm miễn phí. Về cái nội dung tuyên truyền thì chúng tôi sẽ tập trung truyền thông về về tính an toàn và tự nhiên của sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi có thể liên kết chuyển giao quyền sáng chế cho các nhà sản xuất lớn hoặc là quyền sử dụng cho các nhà sản xuất lớn để có thể đưa vào sản xuất công nghiệp và tiếp cận các quỹ môi trường, chăm sóc sức khỏe để quảng bá hình ảnh của sản phẩm. Vâng, cảm ơn ban giám khảo, các đội chơi cùng toàn thể quý vị đã lắng nghe. Xin được cảm ơn đội nguyên liệu sạch và bây giờ thì chúng tôi muốn là đội nguyên liệu sạch các bạn có cái phản hồi gì với phần trình bày của đội Anco không ạ? Về cái thị trường mục tiêu của các bạn ấy ạ, thì đây là một sản phẩm của một nhóm sinh viên sản xuất ra thì các bạn tập trung vào các thành phố lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là cái theo các bạn thì cái thị trường của các bạn đưa ra có lớn quá không? Và cái nguồn đầu tư sẽ là từ đâu ạ? Thì trong phần giải pháp chúng tôi đã đưa ra là khi mà chúng tôi làm những cái dự án khởi nghiệp, bởi vì chúng tôi là sinh viên tham gia các cái cuộc thi về sản phẩm về khoa học, thì qua đó thì chúng tôi sẽ mời gọi và hợp tác được những cái doanh nghiệp, những nhà đầu tư để mà tham gia cùng tôi, và chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công nghệ lên để mà sản xuất những cái sản phẩm và có thương hiệu, có nhãn hiệu. Thì lúc đó chúng tôi có nguồn lực rồi thì chúng tôi mới đưa ra được cái thị trường lớn như thế này. Và ban đầu thì có thể chúng tôi tập trung ở Hà Nội, sau đó là thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là có thể là đưa ra các điểm bán hàng trên toàn quốc và có thể là hướng đến xuất khẩu. Cảm ơn các bạn. Xin mời bạn có phần phản hồi gì với phần trình bày của đội nguyên liệu sạch không? Sau đây đội Anco xin đưa ra câu hỏi cho phía đội bạn như sau. Như chúng tôi thấy thì các bạn đưa ra là trên thị trường hiện nay đang có 2.100 các sản phẩm về xà phòng. Mà mỗi dòng sản phẩm ấy thì sẽ có một chiến lược về giá và mức giá khác nhau. Vậy làm thế nào mà các bạn đưa ra rằng giá sản phẩm rẻ bằng 1/2 giá sản phẩm cùng loại trên thị trường? Đội chơi nguyên liệu sạch đến trường Đại học Thành Tây xin trả lời câu hỏi của đội bạn như sau. Các bạn có hỏi là tại sao chúng tôi lại biết giá bằng 1/2 các sản phẩm cùng loại trên thị trường? Sản phẩm xà phòng đen là sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên. Chính vì thế chúng tôi so sánh giá của sản phẩm xà phòng đen với các sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên khác trên thị trường. Từ đó chúng tôi nhận định rằng sản phẩm xà phòng đen với cái giá hiện tại đang được bán trên thị trường là rẻ bằng 1/2 các sản phẩm cùng loại, cùng là nguyên liệu sản xuất từ tự nhiên khác. Xin cảm ơn hai đội chơi chúng ta đã có phần tranh luận rất là sôi nổi. Các bạn dù gì thì cũng đã có những cái suy nghĩ của riêng mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Tôi có một vài nhận xét cho đội chơi Anco trước. Các bước các bạn đưa ra đây tương đối hoàn thiện. Từ khâu tìm hiểu về thực trạng thị trường, xác định thị trường mục tiêu cho tới một cái kế hoạch cụ thể, kế hoạch marketing tiếp cận thị trường cho tới việc làm sao để tiếp cận và đưa ra thị trường một cách nhanh nhất.
Tuy nhiên ở đây về mặt truyền thông để sản phẩm được biết nhiều đến trên thị trường thì các cái phương pháp của các bạn đưa ra tương đối mang tính lý thuyết. Các bạn chưa nghĩ đến thực tế cái chi phí đầu tư của một nhà đầu tư. Vì khi mà đầu tư vào cái sản phẩm mới, tôi nghĩ là có hai cái khoản chi phí lớn, đó là chi phí cho cái việc sản xuất sản phẩm nó bài bản và mang tính hàng loạt. Cái chi phí thứ hai đó là chi phí marketing. Thế thì trong chi phí marketing trong thời gian đầu, nhà đầu tư người ta sẽ cân đối rất là cân đối rất kỹ cái chi phí họ bỏ ra. Sẽ không dễ dàng cho một cái sản phẩm để nhà đầu tư bỏ ra cái chi phí cho các phương tiện quảng cáo trên TV, báo đài, website như các bạn đưa ra. Lý thuyết thì rất là dễ, nhưng mà chi phí thực tế cho cái việc đó rất là cao và cái hiệu quả nó tới đâu. Cho nên cái bước này tôi nghĩ là các bạn nên để sau đó. Còn cái bước này thực tế hơn rất nhiều mà nó lại có tác dụng marketing cao, đó là cái việc các bạn đưa sản phẩm vào các siêu thị và trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích. Thì đây là cái cách mà chúng ta ngay lập tức triển khai bán hàng được, tạo được doanh thu, và đây là một hình thức marketing cực kỳ hiệu quả. Thì đây là cái cách mà tiếp cận trực tiếp tới người tiêu dùng mà chúng ta không mất thêm chi phí quảng cáo gì cả. Đối với đội chơi thành tay trong cái thị trường mục tiêu, tôi đánh giá cao nhất đó là các bạn đã chọn được đúng cái môi trường, đó là bệnh viện và trường học. Tuy nhiên chỉ cần lưu ý là liệu giá thành này có vào được những cơ sở y tế, trường học công cộng hay không, thì đó là cái điểm sáng trong cái kế hoạch thương mại hóa của đội thành tay. Về giải pháp thương mại thì đội thành tay đã tìm ra được cái vấn đề đúng của cái nhà sáng chế, đó là với những sản phẩm như thế này mà để chúng ta tìm được nhà đầu tư đúng nghĩa thì như vậy phải tiếp cận với các cái quỹ môi trường hoặc chăm sóc sức khỏe, bởi vì đây là những cái họ quan tâm và thực tế cụ thể thì cũng sẽ dễ nhận được những cái đầu tư và hỗ trợ tốt từ các cái quỹ này. Thì đây là những cái đề xuất rất là hữu ích và tôi nghĩ là dễ triển khai, dễ thực hiện. Thực sự là mà nói thì tôi cũng có cùng quan điểm với lại giám khảo một. Bên đội ANCO thì cũng đưa ra được rất là nhiều. Khi mà đưa ra một sản phẩm, các bạn đề cập được là từ tên sản phẩm, từ nhãn hiệu với slogan, rồi là đến nhãn mác của sản phẩm đó như thế nào, và lại đưa ra được thêm các cái sản phẩm mới cùng một nguồn gốc, rồi là đến hình dáng của cái sản phẩm đó. Thì tôi nghĩ là bước bắt đầu để mà đề cập đến cái sản phẩm thì các bạn đã đi rất là trúng đích. Thế và đội nguyên liệu sạch của trường Đại học Thành Tây thì lại là tập trung trúng đích trên cơ sở cái sản phẩm mà tác giả đưa ra. Cái việc mà sử dụng trúng đích vào thị trường thì tôi thấy là rất là chuẩn nếu mà vào trường học và bệnh viện. Và lúc đó thì cần phải có cái phân tích rất là rõ, bởi vì thực sự với giá thành 70.000 đồng một bánh thì chắc chắn là vào cái thị trường này sẽ rất khó. Và các bạn đã đưa ra việc là sẽ đưa vào các cửa hàng ở các chung cư lớn, tôi thấy là chuẩn. Thứ ba nữa là các bạn là bán hàng qua Facebook, thì bên đội ANCO cũng đưa ra là đưa vào Internet. Thế và hai đội thì đều đề cập vấn đề rất là đủ. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao đội nguyên liệu sạch ở chỗ là các bạn đưa ra cái giải pháp thương mại rất rõ ràng. Từ phân phối ra làm sao, từ truyền thông như thế nào. Và có một cái mà khác hơn với lại đội ANCO là có cái sự liên kết. Và tôi thấy cái liên kết này rất là tốt. Bởi vì không thể một mình, một tác giả, sinh viên như vậy mà có thể làm ra cái sản phẩm này đi đến cùng của thương mại, mà cần phải có sự liên kết. Do vậy mà phần thứ hai này tôi vẫn cũng đánh giá đội nguyên liệu sạch vẫn nhỉnh hơn một chút so với đội ANCO. Và xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Và chúng tôi nghĩ rằng ở đây cũng là những cái bài học rất là bổ ích cho các đội chơi và là kinh nghiệm dành cho tác giả sáng chế để chúng ta có thể tính tới cái thị trường trong thời gian tới. Hai đội chơi chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ hai và điểm số dành cho đội ANCO ở phần thi thứ hai này là 2.400 điểm. Và tổng điểm các bạn có được sau khi đã hoàn thành hai phần thi trong chương trình Sáng tạo Việt là 4.800 điểm, tương đương với 4.800.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Với đội nguyên liệu sạch thì chắc chắn là các bạn biết rồi, cũng có một sự thống nhất rất là cụ thể giữa hai thành viên của ban giám khảo. Các bạn được đánh giá cao hơn ở phần thi thứ hai này.
và tổng điểm phần thi thứ hai các bạn nhận được là 2.650 điểm. Và sau khi đã hoàn thành hai phần thi, các bạn có điểm số ở thời điểm hiện tại là 5.150 điểm, tương đương với 5.150.000 đồng. Xin chúc mừng. Như vậy là ở phần thi thứ hai thì đội Nguyên Liệu Sạch cũng tiếp tục bứt lên, nhưng mà rõ ràng là điểm số thì cũng không cách quá xa so với đội Anco. Hy vọng vẫn còn dành cho cả hai đội, đặc biệt là chúng ta còn hướng tới phần thi tiếp theo. Một phần thi có thể nói là mang tính chất quyết định. Nhưng trước khi bước tới phần thi tiếp theo thì ngay bây giờ chúng tôi một lần nữa muốn thay mặt ban tổ chức nói lời cảm ơn rất nhiều đến sự hiện diện của hai thành viên ban giám khảo với sự đóng góp rất hữu ích trong chương trình Sáng Tạo Việt. Chúc quý vị sức khỏe và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình ạ. Và bây giờ chúng tôi xin mời cả hai đội chơi, chúng ta tiếp tục phần thi thứ 3 trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi lựa chọn thông minh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, ở phần thi lựa chọn thông minh này thì chương trình sẽ có hai tình huống dưới dạng tiểu phẩm ngắn liên quan đến việc quản lý chất lượng phân bón trong ngành sản xuất nông nghiệp và việc xác lập thực thi quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ. Và tất nhiên sau mỗi tiểu phẩm thì chúng tôi sẽ dành cho các đội chơi chúng ta một câu hỏi. Nhiệm vụ các đội chơi đơn giản thôi là trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn phương án A, B, C, bấm đèn. Nếu như chúng ta bấm đèn trả lời trước, trả lời đúng các bạn có 500 điểm. Bấm đèn trả lời đúng nhưng trả lời sau chỉ có 300 điểm mà thôi. Và ở trong phần thi thứ 3 này, đặc biệt chúng tôi dành cho các bạn một chữ S may mắn duy nhất một lần để cược điểm. Nếu chúng ta sử dụng chữ S may mắn để cược điểm, trả lời đúng, điểm số sẽ được nhân lên gấp đôi ở câu trả lời đó. Còn nếu trả lời sai thì chúng tôi sẽ trừ đi của các đội chơi 250 điểm. Bây giờ thì xin mời cả hai đội chơi chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phim tình huống sau đây. Này, bác trồng cây bác dùng loại phân bón nào mà để cây nó suy dinh dưỡng còi cọc như này? Bác định bán cho hổ à? Này, bác nghe em, bác sử dụng cái sản phẩm này công ty em bón vào luống cây nhá, cây không cần phải tập gym tập thể hình mà vẫn lớn nhanh như thổi. Cậu nói thật á? Chả lẽ nói giả. Ôi dồi ôi, tôi thấy bao nhiêu cậu đến chào phân bón mà ai cũng nói là phân của em tốt lắm, phân của em chất lượng lắm. Chả thấy tốt, chả thấy chất lượng đâu cả. Bác bón thật... em là người đúng việc rồi. Bác Hà ơi. Bác Hà. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Bác bắt tay cái rồi. Dồi ôi, chào bác. Ê, tình hình rau vẫn lớn đều chứ hả? Mong cậu quá mà mãi hôm nay mới gặp được này. Thế sao băng gọi điện? Tôi muốn nói trực tiếp. Này, cậu nhìn xem này. Sao thế? Nửa tháng nay rồi mà vườn rau của tôi nó cằn cỗ như thế này. Đấy. Chả hiểu cậu bán cho tôi phân kiểu gì. Tôi hỏi thật cậu nhé. Có phải là cậu trà trộn phân kém chất lượng cậu bán cho tôi không? Này làm ăn là của Đức nhá. Bác nói thế nào chứ? Làm gì có chuyện ý? Sản phẩm của bên em ấy là sản phẩm chính hãng. Phân bón ấy là phải có kiểm định chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO mới là hàng xịn. Chứ như của ông tuổi gì? Ông ăn nói linh ta linh tinh nhá. Này, phân bón ở bên tôi ấy là có dấu chứng nhận hợp quy đàng hoàng. Được rồi, đây. Đây. Có hẳn chữ CR in trên bao bì. Đây, dấu chứng nhận hợp quy đây. Tôi chả biết hợp quy hay CR cái gì cả. Em nói thật bác nhá. Những cái đấy nó chỉ là vớ vẩn phù phiếm. Ông này tự đá bóng, ông thổi còi, ông tự in. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Dấu chứng nhận hợp quy ấy là phải do Bộ Khoa học Công nghệ ta quy định nhá. Được tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm phù hợp với cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhá. Mà ông là ai mà tại sao ông lại cứ đi hạ thấp sản phẩm bên tôi là thế nào nhỉ? Tôi là ai không quan trọng nhá. Em phải nói cho bác biết này. Những cái con dấu, những cái chứng nhận ấy làm giả có mà dây rưỡi. Mà này, chắc gì cái tổ chức mà chứng nhận cho ông ấy đã là đạt chuẩn. Ông ăn nói linh ta linh tinh. Tôi nói cho ông biết nhé. Tổ chức chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm phân bón này nè là phải được các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định nhá. Sau đó là phải đăng ký lĩnh vực với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc các bộ quản lý chuyên ngành. Thì cái sản phẩm này thì là chuẩn rồi hả? Dạ vâng, đương nhiên là chuẩn rồi. Cái này của cậu có không? Em có chứ. Không. Nhưng mà cái nơi mà cấp chứng nhận cho em ấy, cái tổ chức ấy nó khác với tổ chức của ông ai. Em nói cho bác biết nhé. Bên em ấy là có công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm. Đồng thời ấy là phải có định lượng này, thành phần này, cách bảo quản và hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Em nói thật với bác nhé. Thế bây giờ cậu này cậu cứ cãi là có. Thế em hỏi bác,
Bây giờ bên em ấy là có số điện thoại trên này đàng hoàng. Nếu như bác không tin đây là sản phẩm thứ thiệt, bác có thể gọi điện đến, bác phản ánh với cơ quan chức năng nhá, là bên người ta sẽ có bảo vệ bác. Thế cậu có dám làm điều đấy không? Có làm không? Có dám không? Gần mua được mấy cái bao phần mà lắm chuyện đòi hỏi cái nào. Thế ông bán cho nhau. Nói tí mà dỗi à? Ê. Này, vấn đề nó không phải là mấy bao phần, mà vấn đề nó là uy tín nhá. Cả hai đội chơi đã theo dõi đoạn phim tình huống và sau đây là câu hỏi dành cho các bạn. Theo quy định, tổ chức đáp ứng điều kiện nào sau đây được phép chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm phân bón? A. Tổ chức chứng nhận sản phẩm được các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định. B. Tổ chức chứng nhận sản phẩm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc tại Bộ Quản lý chuyên ngành. Hay C. Tổ chức đáp ứng cả hai điều kiện trên. Cả hai đội chơi chúng ta đã rất là quyết tâm. Hai đội lựa chọn chữ S may mắn được cược điểm ở ngay câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ hai này. Và họ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Đội Anco các bạn lựa chọn phương án B là câu trả lời. Trong khi đó đội Nguyên liệu Sạch thì lựa chọn phương án C. Thưa các bạn, theo quy định tại khoản 5 điều 25 Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa, điều 17 Nghị định số 132/2008 NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức chứng nhận sản phẩm phải đăng ký lĩnh vực hoạt động tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, theo quy định tại Nghị định số 107/2016 NĐ-CP của Chính phủ, thì tổ chức chứng nhận sản phẩm chuyên ngành phải đăng ký hoạt động tại Bộ Quản lý chuyên ngành. Theo quy định tại Nghị định số 202/2013 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, Nghị định số 77/2016 NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 41/2014/TT-BN-NP-TNT của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương, thì tổ chức chứng nhận sản phẩm phân bón phải được Bộ Công Thương chỉ định đối với phân bón vô cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định đối với phân bón hữu cơ và phân bón khác. Với lời giải thích rất dài như vậy thì các bạn biết rồi, đáp án chính xác từ chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng đội Nguyên liệu Sạch. Các bạn đã rất là cẩn trọng và điều đó không thừa đúng không? Đội Anco thì các bạn rất là nhanh tay bởi vì các bạn khá lo lắng về khoảng thời gian. Các bạn lựa chọn chữ S may mắn và rất tiếc là các bạn trả lời sai. Chúng tôi đành phải trừ quỹ điểm của các bạn 250 điểm. Và như vậy, số điểm dành cho đội Anco sau khi vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3 chương trình ngày hôm nay đó là 4.550 điểm, tương đương với 4.550.000 đồng. Còn với đội Nguyên liệu Sạch, chúng tôi rất vui được cộng thêm một quỹ điểm của các bạn 1.000 điểm nữa. Và điểm số các bạn sau khi vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3 đó là 6.150 điểm, tương đương với 6.150.000 đồng. Cơ hội tăng điểm dành cho hai đội chơi chúng ta vẫn còn với câu hỏi phía trước. Trước khi đến với câu hỏi, cả hai đội chơi chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phim tình huống tiếp theo. Có tỷ chứ mấy? Chào bác. Anh bắt được vàng ấy nhỉ? Này, ủ mưu làm giàu đấy à? Định mua chiếc Mazda CX-5. Úi giời, hơn tỷ mà. Há quá nhỉ. Vớ vẩn. Đây. Nhưng mà quan trọng hơn ấy. Ông nhìn đây này. Đấy. Tôi vừa mới hoàn thiện một cái phần mềm học môn lịch sử trên máy tính. Đấy. Tôi sẽ đi đăng ký bảo hộ sáng chế. Làm sao mà đăng ký được bảo hộ sáng chế với cái này? Chắc là không được. Tôi nói cho ông biết nhé. Đây chính là sáng chế nhé. Không những là sáng chế mà còn là sáng chế vĩ đại nhé. Này. Tôi hỏi ông nhé. Ông có hiểu như thế nào là sáng chế không? Thế như thế nào? Sáng chế nó là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm. Đấy. Hoặc là một quy trình nhằm giải quyết một vấn đề trong cuộc sống. Nó phải có tính mới này, có trình độ sáng tạo này, rồi ứng dụng công nghiệp, ông hiểu không? Thế cái này của tôi nhá, chả mới chả sáng tạo là gì. Nó giúp cho bao nhiêu người ứng dụng vào trong cuộc sống hiện đại như thế còn gì nữa. Trời ơi, tôi không biết là ai được hưởng cái ứng dụng này. Thế nhưng mà cái phần mềm của ông ấy đi đăng ký sáng chế thì không được đâu. Nó chỉ được đăng ký dưới là quyền tác giả thôi. Chứ còn nếu như sáng chế nó phải là một vật thể hay là một quy trình cơ ông bạn ạ. À. Thế có nghĩa là công sức của tôi một năm nay là đổ xuống sông xuống biển thật à? Ôi trời ơi, đấy thấy chưa, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Suốt ngày cứ cắm mặt cắm mũi vào cái máy tính này làm gì. Từ này trở đi nhá, có nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu những thứ thuộc về sáng chế thôi nhá. Biết rồi. Thế này, hai vợ chồng cứ bình tĩnh. Đấy chỉ là cách phân loại thôi. Nhưng mà cái phần mềm máy tính của ông ấy có thể đăng ký là bản quyền tác giả.
Đấy, sau này nếu như ai sử dụng cái phần mềm của ông, sử dụng cái chương trình này thì họ sẽ phải trả tiền cho ông. Ví dụ như là các nhạc sĩ, người ta sáng tác bài hát, người ta đăng ký bản quyền, nhưng ca sĩ nào sử dụng họ sẽ phải trả tiền lại. Ôi, thế có nghĩa là cái phần mềm của tôi vẫn có thể đem bán được. Ừ. Mọi người ứng dụng là vẫn phải trả tiền cho tôi. Ừ, đấy. Tôi biết rồi. Thế có nghĩa là mình vẫn thực hiện được ước mơ đổi từ chiếc Kia Morning Van sang chiếc Mazda CX-5. Sau khi đã theo dõi đoạn phim tình huống, xin mời cả hai đội chơi chúng ta đến với câu hỏi. Đối tượng nào sau đây là đối tượng có thể được đăng ký xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế? A. Giải pháp kỹ thuật. B. Chương trình máy tính. Hay C. Cả hai đối tượng trên? Xin mời. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta lần này thì không còn quyền sử dụng chữ S may mắn để đặt cược. Và đội đang có điểm số nhiều hơn, đội nguyên liệu sạch thì có vẻ tỏ ra quyết tâm hơn, tự tin hơn. Các bạn lựa chọn phương án A là câu trả lời và đó cũng chính là phương án mà đội ACO các bạn đưa ra. Đội đưa ra phương án trả lời trước là đội nguyên liệu sạch. Nhưng điều quan trọng nhất, đáp án chính xác từ chương trình là gì thì chúng ta phải cùng chờ xem. Thưa các bạn, căn cứ khoản 12 điều 4 luật sở hữu trí tuệ quy định, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Điều 59 luật sở hữu trí tuệ quy định các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, trong đó bao gồm phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính. Như vậy, đáp án chính xác ở câu hỏi này là đáp án A. Xin chúc mừng cả hai đội chơi. Một lần nữa thì đội nguyên liệu sạch các bạn đã rất là may mắn bởi vì các bạn đưa ra câu trả lời đúng và đưa ra câu trả lời trước. Đội ANCO thì các bạn cũng trả lời đúng nhưng hơi tiếc là các bạn đưa ra câu trả lời sau. Và chúng tôi sẽ cộng vào quỹ điểm của hai thành viên đội ANCO 300 điểm nữa. Và tổng điểm các bạn có được sau khi đã hoàn thành 3 phần chơi trong chương trình Sáng Tạo Việt đó là 4.850 điểm, tương đương với 4.850.000 đồng. Xin chúc mừng. Với đội nguyên liệu sạch, các bạn được cộng thêm một quỹ điểm của mình 500 điểm nữa. Và tổng điểm các bạn có được ở thời điểm hiện tại sau khi đã hoàn thành cả 3 phần thi trong chương trình Sáng Tạo Việt đó là 6.650 điểm, tương đương với 6.650.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng hai thành viên của đội nguyên liệu sạch. Các bạn giành chiến thắng và bước vào phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt với sự hiện diện của hai thành viên của đội nguyên liệu sạch. Các bạn đã thi đấu rất là cố gắng và các bạn là đội dẫn đầu từ đầu cho đến cuối. Phải nói là ngày hôm nay các bạn thi đấu rất là tự tin. Hy vọng là trong khoảng thời gian ngắn ngủi 60 giây thôi thì hai thành viên của đội sẽ cố gắng trả lời hết 5 câu hỏi để có thể nhận về mình phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các quy định về việc quản lý sản phẩm là phân bón. Vâng, và chúng tôi nhắc lại khoảng thời gian dành cho việc trả lời 5 câu hỏi là chỉ 60 giây thôi. Và chúng ta có tối đa 2 lượt trả lời cho một câu hỏi. Hãy thật cố gắng để chúng ta có thể có được cái phần thưởng 2 triệu đồng nhé. Bây giờ thì cả hai thành viên sẵn sàng chưa ạ? 60 giây, bắt đầu. Câu 1, theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì trách nhiệm của tổ chức cá nhân sản xuất phân bón là gì? A. Đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm. B. Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm. Hay C. Cả hai phương án trên. B. Đúng. Câu 2, những thông tin nào sau đây bắt buộc phải được thể hiện trên bao bì của các loại phân bón? A. Định lượng và thành phần. B. Thông tin cảnh báo an toàn và hướng dẫn sử dụng bảo quản. C. Tất cả các thông tin trên. C. Đúng. Câu 3, tổ chức sản xuất phân bón sau khi được cấp giấy chứng nhận hợp quy sau thời hạn bao lâu phải đánh giá giám sát định kỳ? A. 6 đến 7 tháng. B. 9 đến 12 tháng. Hay C. 24 tháng. B. Đúng. Câu 4, hình dạng, kết cấu và cách thể hiện của dấu hợp quy CR do cơ quan nào quy định? A. Bộ Khoa học và Công nghệ. B. Tổ chức chứng nhận sản phẩm. C. Doanh nghiệp đề nghị chứng nhận sự phù hợp. A. Đúng. Câu 5, khi có nghi ngờ về chất lượng phân bón thì người tiêu dùng có thể phản ánh về cơ quan nào? A. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. B. Bộ quản lý chuyên ngành. C. Tổ chức chứng nhận sản phẩm. C. Sai. Câu 5, khi có nghi ngờ về chất lượng phân bón thì người tiêu dùng có thể phản ánh về cơ quan nào? A. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. B. Bộ quản lý chuyên ngành. B. Đây là câu hỏi cuối cùng. Cả hai thành viên đã trả lời đúng 4 câu. Và sẽ rất tiếc nếu chúng ta trả lời sai câu hỏi này bởi vì câu hỏi mang tính chất quyết định, các bạn đã thi đấu rất là tốt. Khi có nghi ngờ về chất lượng phân bón thì người tiêu dùng không thể phản ánh về tổ chức chứng nhận sản phẩm. Đúng như vậy.
và cũng không phản ánh về Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố mà phản ánh về Bộ Quản lý chuyên ngành. Phương án B là phương án trả lời đúng. Chúc mừng hai thành viên. Vâng, như vậy là chúng ta thi đấu rất xuất sắc và các bạn đã vượt qua được cái phần thi đặc biệt ngày hôm nay và nhận về mình phần thưởng trị giá 2 triệu đồng nữa. Cảm ơn hai thành viên rất là nhiều. Chúc các bạn sức khỏe và sẽ dành tình cảm cho chương trình Sáng Tạo Việt ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi hy vọng rằng chương trình Sáng Tạo Việt sẽ thực sự trở thành một cầu nối, một diễn đàn kết nối các nhà sáng chế với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức để góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng thương mại hóa sáng chế, giải pháp công nghệ tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Sáng Tạo Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.